Đây dính được con chuột nữa. Đó. Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mấy bữa nay ngoài đồng người ta cắt lúa rồi. Bây giờ dân chặt chút để dân làm cái sợi dây để mình đi bắt chuột. Cái chỗ khúc này mình làm cái tay cầm. Mình chẻ cho nó xuống tới đây. Còn cái khúc này thì mình làm mấy cái gom mình gài vô cho nó dậy lại. Bây giờ mình chẻ cái khúc chút này ra để mình làm cái sợi dây. Chẻ nhẹ thì chẻ quá nó đi luôn. Mình chẻ cho cái khúc chút này nó làm 8. Chẻ ra xong mình gấp vào cái mắt vỏ. Giờ tới mình bẻ dây chì mình làm cái miền, làm cái dặn. Xong. Này để đây đi. Và trên đây mình làm thêm một cái dành nữa. Mình cột bên đây trước đi. Cái sợi dây này bắt lần vô mấy con chuột luôn. Bự. Rồi giờ mình vô tới cái hầm trên này. Đây cái hầm trên làm sẵn rồi.
Giờ tới mình chèn mấy cái hôm vô. Rồi bây giờ thì dân chèn hôm. Nãy đang làm thêm trời đổ mưa rồi. Ngắn thì di xong rồi, bây giờ mình cắt cái này bỏ. Xong rồi cái hôm chuột nó vô đường này cái nó không có ra được. Cái hôm mình bắt chuột đó thì mình bắt cái đường này, nhấn này xuống là bắt nè. Mấy chị em có dân làm sợi dây xong rồi, bây giờ mình ra ruộng mình bắt chuột. Người ta đang cắt lúa kìa. Có mấy chú mấy anh đang bắt ở dưới nữa, mình đi theo mình bắt. Còn miếng bên đây nè, mình dí cụ bên đây. Cắt máy nè, mau lắm chị ơi, tí xíu là xong rồi. Đè thôi. Xuống đây coi. Mày người thấy mượt lắm. Thấy mượt. Hồi nãy đi thấy đè rồi đó. Biết rồi đè đâu rồi đó. Đó. Đây. Cây bỏ đầu. Rồi. Đó. Đây. Quá tôi bỏ cái giọng của tôi đâu nữa coi. Quá trời con chuột bự. Dính chuột quá bự rồi, bỏ CD luôn rồi. CD luôn. Đây rồi.
Không biết cái sợi dây đâu hả? Tôi đặng rồi, gói cầm này luôn. Rồi. Cầm chuột của tẹn chuột bây giờ muốn xỉu luôn, xỉu luôn. Không, tỉnh nè. Tỉnh nè. Trời ơi, chạy bỏ sợi dây tôi luôn. Bỏ sợi dây luôn. Lại thiệt. Lại thiệt. À. Còn Nhung này chạy bỏ cái bị xuống thằng kia. Còn uống mềm nha. Uống mềm luôn. Đứng đây được rồi. Dí đầu mới được. Chuột này là con chuột cơm nè. Đem này đi bắt không được con chuột vô đây nè. Cái này đem đi ra dính con dế nè. Dế gáy á. Dế gáy nè. Dế này nó một cắm câu rồi nè. Rồi vô trong đó. Rồi mình lên miếng bên kia. Đây, đi theo nó mới được ông ơi. Đi lấy đồ theo. Con chuột nữa. Đó. Thấy không? Tôi gỡ cái không? Dạ. Cho bằng gương ha. Gỡ không lai chuột luôn ha. Chút mày sảy vô gờ giường luôn mày. Ở ngoài á sát thủ không? Sát thủ không? Mình ở đây đi, ở đây nó nhiều nè. Thì giờ mình đang ngồi khúc giường này. Gì hả? Biết sao không, thường ngày nó vô chòi của mình nó ăn, bây giờ nó giờ mình bắt lại.
Mình nuôi không gà mình nuôi. Nuôi giờ nó mập rồi đó. Cho vô luôn. Mày hát chuột. Cho nón vô chấm rồi. Hả? Nó vô trong khục lúa ra đó. Bắt chuột vui quá hả? Ừ. Mới cắt xong rồi hả? Ừ, kiếm hàng nó mới cắt rồi, mình kiếm ra. Có bắt chuột ta. Kiếm có cá đùng á. Ừ, có chuột đúng rồi đó. Đây kiếm rồi. Wow, ở đây có cá đùng nè chị. Nè. Nè. Cái đùng kìa. Ôi đụng ngon lắm. Đây kiếm kiếm ngách đi, kiếm ngách đi. Kiếm ngách lên mệt đi. Từ từ kiếm cái ngách cho em, chứ có ngách rồi. Ừ. Cái đùng nè. Ừ đây có cái ngách nè, có chín thôi. Có ngách rồi nè. Nè, có ngách rồi nè. Coi im không? Mình phải có ngách rồi đó. Phải mình để đàng hoàng mới được. Rồi để vô thử rồi. Rồi. Vậy là xong ha. Chim dưới rồi lại. Chim lại. Chim trên luôn rồi. Nó hở ở trên lên. Trên hả? Trên đó nó không ra nổi đâu. Đừng nhúm nhích nha. Ừ. Chim chắc cú đi. Nó nó nhảy ra mà. Giảm nhích cho nó bít đi. Rồi. Chục bự gai. Chục bự. Chục bự. Ừ. Chục bờ này quá khô, quá cứng nha. Ừ. Cũng được. Cái chín thì bằng nó đung đung không? Coi có quà bánh hả? Nhất nhất là quà. Ừ. Rồi là tôi với mình chụp chụp lên đó. Bà khỏi. Ồ nó có mấy hang nữa. Để ra là chụp lên. Ừ. Mà đâu nó vô xì nhí mình rồi. Con bá à, bá. Wow, hang nhiều quá ta. Hả? Hai ba hang. Hai ba hang. Chị ơi, cái này đây đây, em có con rồi nè. Mình nè. Rồi. Đó, thấy không? Không, vẫn ở đó đi, vẫn ở đó đi. Tôi hứng gì vậy? Tôi hứng gì chạy? Dạ hứng luôn. Không được rồi, không được rồi, chuột này nó khôn chạy. Ờ, nó khôn á. Nhìn nó lựa bà nào đào đất mệt á, đào mệt á, để bệnh. Để bệnh cho người đào bắt á. Ừ. Chính tôi bắt chuột nè nha. Ừ. Bấm lại, bấm lại. Mình sẽ lấy gơm bắt chắc tú. Đúng rồi đó. Đó, nó đó nó lẹ lắm luôn. Đó chuột mà. Dính. Dính chưa? Dính. Rồi, có dính rồi. Rồi, dính thương chuột. Chuột cơm. À, biết ngon hay không? Mình đi hứng xì nhây với bên đây nè nhông. Mở gì? Đây anh đào nữa. Còn ha, chưa cùng đâu. Còn nữa mà. Ừ. Mình chưa không mất phần mền mình đó. Ừ. Mình đâu có ấy được, mình muốn mình đừng lo. Đây hoài nữa. Ừ. Đừng có lo. Ừ. Đừng nhúng nhích cái đó là hồi là có à. Không, nín thinh luôn đó. Nín thinh thấy nói chuyện ông sùm. Cái tay cái miệng cự nói chuyện. Cái miệng mình còn nói chuyện mà cái tay mình nhúng nhích được rồi. À da, Nhung ơi. Ơi, có không? Có bò gà đó, bò gà đó, thấy không? Để chưa, chưa cùng, chưa cùng, chưa cùng. Chưa cùng nha. Quả gì? Đào chặn sợi dây là gì đó. Nó bên đây còn cái hàng. Mình chặn bên đây. Cái hàng mòn lẳng vô đây nè. Qua bên đây đó. Nó vô vào bên đây luôn á. Đúng rồi.
cái hang nè, ngáp hai bà ngáp luôn á. Đừng có nhúc cái sừng mình nha, đừng có nhúc, 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 đừng có mình canh của mình á, bả nó canh được đâu, bả mắc vào rồi. Tao bây giờ mệt chết hai người nói chuyện à. Tiếp nhậm nha mày. Tiếp nhậm nè, ăn nhậm. Có không? Chưa chưa chưa. Đánh sao rồi? Chưa, chưa, chưa. Có thấy gì chưa? Ngất gì chưa? Đào từ từ. Ừ. Thấy cái đuôi nó ở dưới ta. Thấy không? Thấy không? Nè, có cái đuôi nó nè. Mình giảm tiếp nhung. Đâu? Nè, 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 cái đuôi nè. Nó có vô xì dây hay là mình bắt không? Ê, để đó, đừng, để đừng, đâu, đừng. Đâu có rút đâu. Để đâu? Ừ. Nó cái đuôi rồi đó. Có chuột rồi đó. Có chuột rồi hả? Ừ. Nè, nè. Nó, nó, kìa, kìa. Tôi có thấy đâu, tôi cái đi đâu có bỏ xì dây được đâu. Nó có đuôi đó. Không chịu ra luôn ta. Da nó vô của tôi nè. Ê, đừng nhích, đừng nhích. Đừng nhích đâu. Đừng nhích sợi dây đó. Ừ, vô em đào từ từ nó vô. Em gu đi. Rồi rồi. Chưa chưa vô, chưa vô, chưa vô, từ từ. Ê, chưa 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 chưa. Nó còn nằm vững hơn mình. Vô. Vô, vô. Vô. Đó. Đang được nè. Từ từ. Đừng la quá. Rồi. Vô. Hai con. Hai cùng luôn. Hai cùng luôn, hai con luôn. Hai cùng luôn. Xuống đây coi. Xuống rồi. Mở lên trên không ạ? Bắt ra, bắt ra, bắt ra. Quá wow, đừng buông, 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 kéo từ từ. Kéo quá nó quay cái đầu ra được á. Đây. Ngon hết biết luôn ha. Ngon ha. Ừ. Còn con nữa, trong đó còn nó bự á. Chuột đang cháy. Đang cháy. Ủa thầm nó quay cái miệng lại kìa. Tiếp không, tiếp. Thôi, đừng, 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 từ từ thôi. Nó quay cái miệng lại được. Ừ. Ủa, thì chưa? Nó hùng lắm, nó hùng lắm. Không, quay cái miệng lại liền. Rồi, quá à, ngon. Thấy cô chín tôi chưa? À, cây găng. À, cây găng. Chạy vòng vòng, nó cũng lỗi ngay đây. Dễ, muốn chạy hả? Muốn chạy hả? Nó mạnh ghê á. Đó mạnh luôn. Bao nhiêu được rồi? Rồi. Vô mình nướng cho mấy đứa nhỏ nè. Đây. Ai đắp lại cái. Quên, quên, quên. Chết nè. Để mày ăn cục tao gạch bỏ đòi cho tao. Cũng khó không đắp. Hỏi lại Nhung á. Cũng được đi. Ừ, Nhung á. Nhung kêu đạo á. Cuộn nhung mà. Cuộn. Được cuộn gì cũng ngon hết nhung ha. Ừ. Rồi, xong. Xong rồi. Rồi xong. Mình cầm thì gì, cầm cái vô. Rồi. Được mấy con? Mấy con? Mấy con? Không biết đường đếm đâu. Được mày ngoài ngoài lại đếm gì được mà đếm. Hết cái đường đếm luôn rồi. Rồi quá nhiều rồi. Đi đi vô nè. Vô rủ mấy đứa nhỏ nhỏ rồi ruộng nướng ăn. Ở trong này không mình khó đếm lắm. Đốt khăn xong rồi hả? Rồi, đốt khăn xong rồi. Làm chuột ra mình nướng đi. Đây.
sẽ cắm thêm cây nữa chứ hoài. Cắm thêm nữa là đang để đấy. Nóng nóng nóng. Nóng. Mình đang xong này nữa. Cái này mình nướng không có ướp. Được rồi anh Bảy ơi. Nướng chấm muối ớt chanh ha. Chính là cái đồ thơm ha. Thơm rồi đó. Chơi. Hai anh em mà chọn nào? Cái nào được chứ. Cái nào được chứ. Thôi tôi nhường cho ăn. Quét dầu điều vô luôn. Thôi tôi nhường cho ăn. Cho ăn đi. Dạng con chuột ngon nữa. Quét nướng rồi. Thơm chưa? Hoài. Mấy mùi thơm rồi. Nó cũng thơm thơm rồi đó. Mấy nhặt mũi mà còn thơm nữa đó. Tại mùi nó nồng quá. Ừ. Thứ này người ta đâu khô gan rồi đó là hoài. Ta bay mùi chuột người ta lại theo mình người ta ngồi đây ăn luôn à. Nó thơm kìa. Mình nướng đây chút xíu rồi rủ mấy cắt bên kia qua kìa. Đi rồi, đi cắt chỗ khác rồi. Nó đi cắt chỗ khác rồi. Mấy cắt hả? Rủ mấy cắt hả? Nó khô con chuột luôn rồi. Dạ, con chuột mạnh. Cái cây khiều bên đây. Ngon rồi đó. Thơm. Dạ khè dạ cực chút. Vậy nó mới ngon. Chút xíu nữa thấm ra. Mình tha sơ sơ nè. Hồi mình tha lại thêm quận nữa. Nhẹ nhẹ nữa. Ngon nha. Hoài tha nó đi Hoài. Sao Hoài nó tha. Rồi, cái này là của mình lý tưởng nữa ha. Mình để đây đi để bụi nó bay. Rau nhung mới hái đó. Đó. Muối đâm luôn rồi đó. Ừ. Chấm ớt nó ăn mới tới tay luôn đó. Bún chả ớt thì vậy. Ừ. Rồi, của mình sắp chín rồi dạng khè ha Hoài ha. Ngon ha. Ngon rồi. Nè. Chút chảy rồi Út ơi. Rồi, xong xong xong. Rồi soạn cho nó đi. Rồi, thơm quá thơm rồi. Thơm nồng hết trơn rồi đó. Đang chảy mà thơm á muốn bỏ lá chuối đi. Đi rồi đó. Đó. Chỗ nào mà nó tươi đó nè nè, kéo lại. Chưa. Thấy chưa? Con này vàng chưa? Chưa, chút xíu nữa. Hết rồi đây luôn. Cũng sắp rồi. Cái con nhỏ kia được rồi đó. Cái nhỏ kia được rồi, còn mấy con này bự. Thơm ạ. Chén này lấy đây nè quầy. Hết rồi. Ừ. Rồi được rồi đó. Được rồi chín chưa? Nè. Chín rồi đó. Chín rồi. Cái sâu này là ngon lành rồi đó. Quá ngon luôn rồi. Sâu này chưa. Chút nữa đi. Sâu nó để đó đi. Ừ. Thôi để đi ăn sâu này trước đi. Bỏ. Rồi. Người ta nướng con bự mà người ta chín trước nữa ha. Ừ. Rồi mấy đứa nhỏ đâu rồi, xúm lại. Ăn chuột đây. Thịnh ăn nè con. Thịnh vô đây. Vô Thịnh. Vô đây, mấy đứa Thịnh kìa. Để hồi cho nó ăn con. Nóng thiệt quay. Nóng thiệt luôn hả? Thái đau quay. Mình mới nướng trên lò nằm xuống mà nóng còn nóng hả? Wow, nóng quá. Quá lý tưởng rồi. Ổn. Đem cái sâu ở lại chồng lấy mấy con nhỏ ra được rồi chồng. Quá ngon rồi. Đây. Thơm luôn á. Nó nóng thiệt. Ngon không con? Dạ thật luôn. Ngon. Nè, con sâu đây. Đi ra. Mở con sâu ra đi. Sâu mấy con nhỏ này nó chín rồi, chín lắm. Nè cho con Thịnh. Dính luôn. Nè. Nè. Nè lấy nè. Nè. Cảm ơn. Rồi. Rồi. Nóng thiệt, nóng thiệt. Nóng không? Nóng lắm. Cho Đại nè Đại. Nóng hỏi gì hỏi gì ăn đây. Cảm ơn. Mày làm gì kệ cỡ. Rồi ăn đi. Rồi ăn đi. Ủa hết thai sâu nhiêu hả? Ừ. Chắc nó teo lại quá chị. Mời các bạn ăn chuột nướng. Chuột nước thang. Nướng thang. Mà nướng lửa động luôn á.
Nhưng mà cô chú và các bạn ăn quá ngon. Sao? Thấy sao? Ngon dữ rồi. Ngon quá. Ngon không à? Ngon không? Lý tưởng luôn nha. Rồi. Ừ. Ngon quá. Rồi cũng mời cô chú anh chị các bạn người nào ăn chuột được thì ăn chuột nướng. Ngon quá. Muốn cây cay nữa nè. Chua chua. Ngon quá sao là ngon. Ngon quá. Chua chua, chua cây cay nữa. Ừ. Quá rau đi vậy. Ngon thiệt. Không ngon bữa nào bằng bữa nay. Đủ rau luôn. Đủ rồi rau luôn. Ngấp chân rau luôn. Ừ. Rau nào cũng có. Em thì lấy trái xài mà. Ở đâu trái nó. Ghê có kìa. Em cũng có trái xài mà ăn chứ bộ. Ừ. Kiếm gì? Không biết tắt nó đâu rồi. Ai biết. Hai trái tắt đây nè. Đây cô cắt cho. Sao mình ăn háo nước quá vậy? Ăn nước quá. Ngon. Ngon quá ngon mà. Em mua ớt ngon mà. Nhung đậm đó à. Ừ. Nhung càng ơn. Càng ơn luôn. Cái xài chín. Ngon thiệt là ngon. Quá xa là ngon. Chả mua ớt ngon rồi. Con nướng chuột. Ngon. Nướng chuột cũng ngon luôn. Ừ. Cô chín mày nướng ngon. Cô chín nướng ngon á. Có ai ăn xài không? Không. Người ta ăn chuột ai mua ăn xài. Ngon quá. Ngon, ngon cười như vậy. Ngon. Ngon phải không? Ừ. Xài của em nó ngọt, nó thơm ghê luôn. Đó thấy chưa? Chị đâm mấy chết chị Nhung. 4 trái à? Không nhiều. Chưa cay. Mũi bay lên chưa? Sao thơm không chị? Ngon. Không bưng thơm, nó giòn giòn nữa. Nướng ra nghe. Cái da, cái mà cái thịt nó gọn. Món chuột này á, nhiều người ta không biết ăn chứ, biết ăn là đặc sản của miền Tây đó. Đúng rồi đó. Đâu phải dễ kiếm nữa đâu. Bắt lấy thằng cần ăn căng quấn không? Để theo đuổi nó. Thế à, cái đầu gối của em nè. Đâu phải chụp chụp một cái nó dính đâu, mình nó chạy nhanh quá đó. Chụp cái dễ, chụp hai ba cái. Có khi nó cắn nó buông ra, giật mình nha. Chuột nó phải phải hèn đâu. Dữ. Ừ. Chuột nó dữ lắm á. Dữ. Nó quay cái miệng nó lại liền. Ừ. Không biết chụp bị cắn liền. Đúng rồi. Cay hết hả? À. vừa mặn vừa chua vừa cay hả? Vậy mới ngon. Còn cả. Ăn nè. Vậy ăn vậy ngon á. Video của dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.